Ủa, xin lỗi, bà tìm ai vậy? Chị Tám. Chị không nhận ra con sao chị Tám? Cô có phải là Hạnh không? Cháu này chị Tám. Đúng rồi, tiếng nói của Hạnh mà. Ủa, cái gương mặt chị Tám à, cháu được ông bác sĩ người Đức đưa đi nước ngoài giải phẫu cho cháu, cho nên bây giờ chị nhìn cháu không ra là phải mà. Ôi, bây giờ cháu đẹp quá, thiệt là may mắn quá. Hồi cháu đi tới giờ cũng lâu rồi á chứ. Dạ, đã 10 năm rồi, còn gì nữa. Chị Tám à, còn chú Tám đâu gì? Ông ngồi ở trên bàn thờ rồi. À, chú Tám mất rồi. Tội nghiệp chú Tám. Chú Tám bệnh rồi mất hả chị Tám? Từ ngày ông bị tai nạn, ông chạy xe không được, ông buồn rồi lúc cháu ra đi. Rồi một thời gian gia đình thì tung quân, ông bệnh hoài mà gì cũng không làm gì hết. Vì phải bán căn nhà để lo chạy thuốc. Lúc cháu sanh, chú Tám bị tai nạn mà cũng lo cho cháu. Về mướn tạm nơi đây, còn chút mi vốn gì bán cầu cao sông. Rồi một bữa gì đang ở ngoài chợ bán, mấy đứa ở gần nhà cho hay là ống tén rồi nồng. Nước mắt gì trào tuôn, đặt bỏ băng bỏ buồn chạy trở về nhà. Vì thấy ông mê man không biết gì, lập tức trở vô nhà thương. Còn nước còn cắt chứ không mong gì ông sống được. Rồi hai ngày sau ông nhắm mắt lìa đời. Trời ơi, hồi còn sống ông chạy xe khuya về đó, ông từng than thở chứ gì. Ông nói cái cuộc đời nghèo á thì cái gì hay nó cũng thành dở, cái gì khó khăn cũng không giúp đỡ được bao giờ. Tiền là làm được tất cả,
Vậy đâu mà nhà mình nghèo, sống vất vả xưa nay. Sống ngày nay thì chưa biết được ngày mai, già rồi đâu có dành mối lại ai mà mình tranh chấp. Bởi vậy chạy xe về ngày nào mình cũng hết sạch, thì làm sao giúp con ngành sửa mặt sửa mày. Ông nghe tin cháu lên máy bay đi giải phẫu, ông quá mừng rồi ông nói đâu phải ai cũng được như nó đâu. Cháu ơi trời vẫn còn nhủ lòng thương, giờ thì cháu bất khổ hết đoạn thương vì mình. Cháu Hạnh à, cháu về rồi cháu có ghé thăm vợ chồng Mạnh không? Dạ không, cháu không muốn gặp anh Tư nữa. À, chắc cháu mới về nên cháu chưa hay gì hết phải không? Dạ không, cháu mới về có 10 ngày nay thôi, có hay biết gì đâu dì Tám. Lúc mà cháu qua nhà ở với vợ chồng gì đây á, thằng Tư Mạnh nó nghỉ chạy xe, nó phụ với vợ nó buôn bán đâu được thời gian gì đó. Lúc mà cháu sanh đó, vợ nó có mướn con nhỏ giúp việc trước sau, đâu cỡ 15-16 tuổi đầu rồi đó, để cho nó phụ giúp việc nhà. Chứng nào tập thấy thằng Tư nó trở thật, vợ trò ác quỷ nó đè nó hãm hiếp con người ta, con nhỏ nó khóc nó về mép cha mẹ nó tự sự, người ta đi thưa vào tù bỏ tật. Chuyện ông sùng ai cũng biết hết trơn. Mấy bữa trước đây vợ nó qua mượn tiền chợ, vì kẹt quá vì ông chết vì còn thiếu nợ. Ủa, bố chỉ không có buôn bán gì để sanh sống, thì cái vụ đó phải bán nhà bồi thường cho người ta. Còn thằng Út Láng cũng bị ở tù về cái tội dụ dỗ con gái người ta, đem qua Campuchia hay là đem qua Lào vậy đó, làm gái điếm nên không có ngày ra. Dì Tám à, giờ cháu nói thật chứ gì, dì thì già không có con cái, còn cháu thì cũng không mẹ không cha. Vậy dì về ở với con xem như mẹ lo cho dì tuổi già. Ở đây một mình lúc ban đêm không ai biết, rồi có chuyện gì đâu có ai hay, dì cháu mình ngủ nghỉ có nhau. Con bận đi làm ở nhà dì chăm sóc trước sau, chút lĩnh việc nhà gì có thể giúp con. Chớ tuổi hôm nay cháu thấy cũng đã già, cháu muốn gì về nhà chứ phụ việc có người ta. Dì Tám mà, đây nè, dì cất đỡ chút đỉnh, sáng mai cháu cho xe đến rước dì. Dì cầm đi, đừng có ngại, dì coi con là con của dì được mà. Cầm đi dì Tám. Cảm ơn con nhiều lắm. Thôi được rồi, con đi nghe dì Tám. Ông giám đốc. Mời cô ngồi. Phải cô mới điện thoại không? Vâng. Tôi chưa biết quý danh của cô. Dạ, Trần Thị Hành. Thưa ông, tôi tưởng chị Nhung có giới thiệu tôi với ông rồi chứ. Tôi nhiều việc quá nên không nhớ hết tên các cô. Phần nhiều tên nào cũng đẹp nên khó nhớ quá. À, cô thay thế cô Nhung phải không? Dạ phải. Cô thay thế tạm thời hay là thế chỗ cô Nhung luôn? Cô có khả năng gì?
thưa ông, vì chỗ của chị Nhung cần người biết ngoại ngữ, mà tôi thì vừa về nước trên tháng nay. Tôi làm phụ tá kỹ thuật bên sản xuất chứ không phải làm thư ký. Vì chị Nhung chỉ nhờ tôi thay thế về một thời gian, khoảng 3 tháng chỉ sanh nở cứng rồi chỉ sẽ trở lại làm việc như xưa nay. Tôi trở về chỗ cũ của tôi. Vậy cô cũng đừng hiểu lầm mà hơi giận vì câu nói vừa rồi. Tôi rất vụng về lỗi xưng hô, nhất là phụ nữ như cô. Tôi đã biết qua lời chị Nhung nói lại chút ít về ông nên tôi cũng hằng mong làm cho tròn công việc của ông giao, để ông hài lòng phần nào về sự cố gắng của tôi. Tôi đã dự định một nam nhân viên phụ việc, chứ phụ nữ như cô thì tôi xin nói thiệt, tôi không thích gì làm việc. Duy của cô Nhung là người có gia đình nên ý thức được công việc, còn các cô độc thân tôi rất ngại. Tôi nghe cô Nhung nói về cô nên tôi mong cô là người ngoại lệ. Ở bên châu Âu người ta xem trọng phụ nữ chứ không như xứ mình. Chắc cô nói tôi không trọng phụ nữ. Tôi chỉ gợi ý chung thôi. Chắc cô nghĩ rằng tôi có hình thể xấu xí mà lại có tánh tình khó chịu phải không? Tôi không bao giờ phê phán hình thể hay bề ngoài của một ai cả, ngay cả cơ tâm của mỗi người. Còn bản tâm của ông thì trời đã phú cho ông, đâu còn là trẻ con để mà tôi phê bình. Xin lỗi, ông bù lưng đó là trời đã sắp đặt. Cũng như trước kia mặt tôi xấu xí vô cùng, đó là hình thể số phận riêng của con người. Tôi thắc mắc làm gì chuyện không liên can đến tôi. Thôi, chúng ta hơi dài dòng câu chuyện. Kể từ hôm nay cô lo cho tôi công việc mọi bề, tất cả giấy tờ văn bản hợp đồng, cho tôi nói riêng, cho xí nghiệp là nói chung. Tôi sẽ nhờ anh Toàn là người phụ tá, chỉ cho cô những việc cô phải làm. Và bây giờ cô sẽ thay thế cho cô Nhung. Vâng, tất cả công việc tôi sẽ làm ngay. Đây là bàn làm việc của cô Nhung, cô có thể thay thế ngồi đó làm việc. Có gì tôi sẽ nhờ anh Toàn hướng dẫn sau. Vâng, cảm ơn ông. Ông giám đốc này ông bớt gai gắt rồi đó. Ủa, tôi nhớ chú in là thấy mặt tôi là biết rồi. Tư súng nè, hồi đó súng, bây giờ đại tu rồi. Hồi đó làm gác gian cho ông bác sĩ Đức, hồi ông đi bên đó chuyển tôi về đây. Ủa, mà cô là ai mà cô nói cô nhớ tôi vậy? Chú ơi, tôi là con Hạnh mặt quỷ hồi đó nè. Bộ chú quên tôi sao? Trời ơi, gặp lại chú tôi mừng quá à. Trời ơi, trời đất mẹ ơi, đẹp như vậy má cô nhìn cô còn ổng ra nữa, đừng có nói chi tôi. Thì kỳ đó tôi nhờ chú giới thiệu tôi được đi qua Đức giải phẫu nè. Quên nữa, phải chi kỳ đó tôi xin ổng cho tôi đi qua bển căng da mặt thì giờ mặt mày tôi đâu có thua cô. Sau khi tôi được rồi chú chuyển qua đây luôn đó hả? Thì ổng dẫn cô đi, tôi cũng đi luôn. Nào ngay, cũng nhờ biết chút đỉnh chị Văn nên được về xí nghiệp này, nếu không là chuyển ra thất nghiệp luôn rồi. Ủa, chú mới nói gì mà chút đỉnh chị Văn? Thì người ta học nhiều làm việc văn phòng nên gọi là anh Văn, còn tôi tự học lớp nhấp nhem nên làm gác gian, cô biết không? Nên chỉ gọi là chị Văn chớ không là anh Văn như mọi người. Bởi vậy người ta làm bên trong, còn tôi đứng gác để tiếp người tới lui. Hồi nãy cô nói cô nhớ, mà cô nhớ ai đó? Có phải cô nhìn cái mặt tôi dễ nhớ, cô biết liền là tôi?
vừa trở về đây tôi tức thì đi kiếm chú liền. Chỗ làm chú dời đi nên tôi không biết nhà chú ở đâu. Cũng nhờ chú giúp nên tôi được mặt mày đổi khác. Hôm nay không ngờ tôi vào thai thế được nhìn chú đây. Cô ơi, cũng do số trời cô ơi, chứ con người mà ăn ở ác đức đâu có được như cô. Chú à, trong thời gian giải phẫu bên đó tôi rất nhớ hai người, một á là chú, hai á là bà Tám bên cánh hội đó. Ủa, có bà Tám bên cánh hội nữa hả? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng cỡ 60, 60 mấy á. Vậy thôi đi, khỏi hỏi bà tiếp. Tưởng 40, 40 mấy còn có lý, già quá hết đường tương giao rồi. Vừa về nước là cháu đi tìm chú liền, vì chú là người ơn của cháu, làm sao cháu quên được. Hay, một câu nói thôi tôi thấy khoái trong lòng liền. Có nhiều người không nói được như cô vậy đâu. Mà nè cô, tôi hỏi thiệt cô đừng giận tôi nghe. Chú là người ơn, làm sao cháu dám giận chú chứ. Tôi thấy hình như cô không mấy gì thích ông giám đốc này phải không? Chú à, nghe nói ổng khó tánh lắm. Cháu thì chỉ tạm thời 3 tháng thôi, nếu không phải với cháu, cháu cũng cãi lại như thường à. Tôi nói cô nghe, hồi trước á ổng cũng dễ thương lắm, nhưng kể từ ngày vợ ổng xù ổng, ổng mới khó tánh như vậy á. Nhất là ổng mặc cảm với phụ nữ đó. Khi không bị vợ bỏ rồi mặc cảm với phụ nữ, rồi cái quơ đũa cả nắm à. Quơ cả bó chứ cả nắm gì. Để tôi nhiều chuyện tôi kể cho cô nghe. Chẳng gì nè, vợ ổng thì đẹp lắm, mà ổng thì bị thái tử lưng gù. Mỗi lần bạn bè mời đi nhảy nhót, vợ ổng thì nhảy ngon lành, còn ổng thì cái lưng gù như vậy nè. Ổng cà thọt ai cũng cười, nên vợ ổng mới sang ngang thuyền khác. Cũng như người ta ăn thịt heo người ta chê mỡ ăn nạc, còn ổng thì ẩn kẻ đen bạc đã chê ổng lưng gù mọc mạc. Người ta mới dõng dạc bước qua con thuyền khác để người ta phụ bạc ân. Họ tưởng đó là tình yêu đẹp nhất đời mình, không ngờ mấy tháng sau bị đổi đời sự thế, bị phụ phàng rồi về khóc kể với người xưa. Con ngựa đứt dây cương mặt tình chạy nhảy, chứ người ta mà đã đứt dây rồi có trở lại lắm cô ơi. Người ta xấu mà tình cảm họ không buông lơi, đừng đứng núi này trong núi nọ sẽ chơi vơi một mình. Đẹp cũng khổ mà xấu thì lại càng khổ hơn. Chứ không nhớ trước kia tôi sao, mặt mày thì như quỷ sứ, ai thấy cũng ghê tởm hết à. Nhưng cô ơi, cái xấu nó cũng có cái đẹp, không đẹp mặt mày cũng đẹp lòng dạ bên trong. Còn bà này đẹp mà lòng rong không, hãy xoa sanh chồng mình với người khác. Tại xoa sanh như vậy lòng mới trở thành đen bạc, thấy ai đẹp trai mắt cũng nhái cũng chớp lia. Tôi ghét cái tứ chê người này quái người kia, sanh lòng lăn chà miệng thế chê cười. Như cô đó ngày nào mặt mày xấu xí, nhưng nhờ có đạo đức trong lòng trời cũng nghĩ xót thương. Chớ lan trả rồi nếu có té xuống mương, người ta còn đáp đúng đâu
chiều nay hết giờ làm, cháu chở chú về nhà cho biết. Rồi cái chú Nhật này nè, chú thím và mấy em cháu gì của chú đó, đến nhà cháu cho vui nghe. Tôi có ai nữa đâu, 10 năm nay kể từ ngày tôi thắp nhang tiễn bà đi lấy chồng khác, tôi đâu có tái ký hợp đồng với ai đâu. Vậy là chú và ông giám đốc này đi chung một xuồng rồi. Đâu có, ổng thì đi tàu suốt luôn, còn tôi thì đi xuồng ba lá. Ổng thì bị cầm sừng, còn tôi thì bị vợ bỏ. Bà bỏ tôi, bà đi chầu Diêm Vương rồi, nên mới thắp nhang đưa bà đi đó. Vậy mà gặp chú hả, vui ghê vậy đó. Thì hồi trước tôi có nói tôi sống vì cõi âm mà cô. Bởi vậy ban ngày tôi nói chuyện trớt quớt hết à. Thôi được rồi, vậy chú nhớ nghe, chú Nhật này á đến nhà tôi nghe chú Tư. Rồi chiều nay tôi chạy theo cô cho biết nhà khỏe thôi. Nước cũng gần 3 tháng rồi mà sao tôi thấy cô có vẻ cô độc quá vậy? Nghe nói cô sống một mình với một bà dì ở vùng ngoại ô phải không? Ông giám đốc cũng điều tra kỹ quá chứ. Tôi có phải là công an đâu mà điều tra, vì muốn tiếp cận đời sống của nhân viên mình thôi. Nhưng ông giám đốc quên rằng tôi chỉ thay thế cho chị Nhung 3 tháng thôi sao? Mà vậy sao? Nhưng tôi cũng muốn hỏi thử cô, 2 tháng lương vừa qua cô có đủ chi dùng không? Thưa ông, chỉ có 3 tháng, đâu có gì phải thố lộ. Tôi sợ cô không đủ chi dùng rồi cô buồn tôi, vì thay thế thì số lương phải đặc biệt hơn. Dạ thôi, có thể nói ông trả hơn mức dự tính của tôi. Cảm ơn cô, vì tôi không thấy cô chân diện hay là xe xu như những người phụ nữ khác, do đó tôi sợ số lương ấy sẽ hẹp lòng cô. Sự thật tôi cũng không thích xe xu ông à. Bởi vậy tôi thấy cô có mai sắm gì đâu, hãy để dành tiền đặng lo cho tương lai. Nếu vậy thì tôi thấy cũng rất hay, ngày sau cô lập gia đình tôi thấy cũng tiện. Tôi đâu có ý định lấy chồng đâu ông, vì tôi đã trải qua đoạn đời khổ đau. Chắc ông nghĩ tôi như vậy tôi còn trẻ lắm sao? 32 tuổi rồi đâu còn nhỏ gì đâu. Nếu con tôi còn thì nó tới 12 tuổi lận. Cô Hạnh à, tôi thấy cô hơi giận chứ tôi thì thật tình. Tôi thấy cô thành thật lên tôi quý mến cô. Cô không giống những người đàn bà mà tôi đã gặp, lè lẹt bên ngoài mà không thật tình bên trong. Hữu nhan sắc hữu ác đức vô cùng. Tôi thấy hình như ông có vẻ tràn đầy oán hận những người đàn bà con gái chúng tôi đến tột cùng. Đàn bà mà ông đóng cửa bịt bùng, không cho một hơi thở thì ông cũng đừng oán ai. Tôi xin lỗi cô, tôi không oán mà tôi khinh thì đúng hơn. Tại sao vậy ông? Những người đàn bà con gái đối với ông không đáng yêu sao? Có chứ, nhưng họ chỉ đáng yêu ở bề ngoài. Họ đóng kịch rất giỏi, ai thích xem kịch sẽ thích họ. Họ chỉ là những con búp bê bằng nhựa rất xinh đẹp. Ông thấy ông có quá khắt khe với phụ nữ không? Cô Hạnh à, họ đến với tôi sau khi vợ tôi mất. Họ là những người con gái, những người phụ nữ đẹp, nhưng họ không yêu tôi. Họ ghê tởm một tên có bề ngoài xấu xí như tôi. Họ chê tôi là một tên gù tàn tật. Nhưng trước mặt tôi họ đâu có nói bằng sự thật. Họ đóng kịch yêu đương, họ dùng những lời đường mật để họ nhìn thẳng vào vật chất kim tiền. Họ là những con búp bê cô sắc mà không hồn. Họ đến với tôi lo không thua sức một ai. Vật chất tinh thần
tương lai không ai dám so sánh. Đáng lẽ họ đến với tôi họ nên kiêu hãnh, nhưng họ đã chia cắt ân tình, họ chia đôi mảnh tim tôi. Thôi đời thì tình nghĩa có thế thôi, nên tôi không cản mà tôi chỉ ngán cho tình đời. Thưa ông, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi được nói với ông một câu. Lúc mới nhận chuyện ở đây, tôi nghĩ về ông khác. Bây giờ tôi có nhận xét khác về ông đó. Cô Hạnh à, trước kia cô thấy tôi là một thằng xấu xí. Có lẽ cô nghĩ cho tôi là một thằng vô tâm và ích kỷ vô cùng. Nếu ngày nãy cô biết thêm thì tôi sống lặng yên rồi thì người ta cười cợt kẻ như tôi. Tôi hận đời đã ruồng bỏ chán chê, nên đêm đêm tôi ứa lệ lòng tái tê buồn tôi. Tôi cho thân tôi cho mình vô phước, tôi cho người ta họ đã lầm lướt xa mình. Thưa ông, lúc đầu tôi thấy ông khó tánh thật. Còn cái vai gù của ông, tôi cho rằng ông tự quan trọng quá nó. Ông tự ban cho ông bị mặc cảm, vì tưởng nó đã làm hại đời ông. Ông gặp phụ nữ nào cũng gần như tại ông chưa đi sâu, ông chưa tìm hiểu. Rồi gặp người nào ông cũng vô đùa không tha. Có lẽ cô thấy tôi như vậy, cô an ủi tôi thôi. Tôi thấy nơi ông phong thái và có đặc nét cam tình. Ông là người đàn ông có nhiều lý tưởng. Nếu đừng phân quá mình, ông sẽ được các cô thương. Phụ nữ như cành hoa đẹp, mà hoa đẹp có nhiều mật ngọt để giết người à? Tại sao ông không ví rằng một vườn hoa đẹp mà chỉ có cánh bướm lượn bay hút mật hết chỗ này rồi bay sang chỗ khác,
Ông thấy con bướm mà nó còn sở khanh thì đừng nói chi con người sao khỏi bị lầm lạc. Ông trách người phụ nữ nào đó đã nhẫn tâm đen bạc. Sao ông không nghĩ có một số đàn ông nào đó đã giở trò lường gạt? Cũng như con bướm kia hút hết mật ngọt của các bông hoa rồi bay đi không trở lại bao giờ. Rồi các bông hoa kia theo ngày tháng phải rụng tàn. Nếu ông nghĩ lại, ông sẽ thương hại người con gái đẹp nào cũng chỉ đẹp một thời. Ông nói người phụ nữ nào đến với ông cũng mặc cảm và trong lòng ông không tha thứ. Ông chửi hoài. Nhưng nếu có tình yêu nào người ta thật sự, không lẽ ông cũng cho người ta là vẫn gái lắm? Lần đầu tiên tôi được nghe cô nói thẳng thắn. Tôi phục và quý mến ở cá tính của cô. Cô lại có ý niệm về cuộc đời và tình cảm khá sâu sắc đó. Đường chông gai, ông mới đi một hai lần cho nên ông bị dấp. Rồi ông đến sau mà tình cảm lại rất dạt dào. Nếu ông hiểu họ cùng ước mơ xây đất thì họ sẽ là hoa đẹp, là một tuyệt tác của bài thơ. Ông đừng cho người này như người khác, một nắm đũa trong bình coi vậy nhưng đâu có giống nhau. Chơi phụ nữ chịu nhiều khổ đau, còn ông chỉ vì mặc cảm ông trách sao cho đành. Cô Hạnh, với hình thù này, với hai lần tôi đã bị đổ vỡ, làm sao tôi không mặc cảm chứ? Từ đó tôi chỉ thấy trước mắt tôi là màu đen. Đến từng tuổi này tôi chưa làm được cái gì cho má tôi vui, dù sự nghiệp lớn lao gia đình tôi thì không đến đổi nào. Nhưng vào mà má tôi nói không hạnh phúc vì không có cháu nội ấm bồng, bà rất khô khan. Còn tôi thì không biết nói sao nữa. Bà mẹ nào lại không lo cho tương lai con, nhất là đứa con tàn tật như ông. Hôm nào rảnh tôi nhờ cô giúp giùm, giới thiệu người nào họ hiểu và đừng chê tôi. Được, tôi cũng có dự định giới thiệu cho ông một người. Người này nhỏ hơn ông 8 tuổi. 8 tuổi? Nhưng người này rất hiểu về ông. Vậy tôi cảm ơn cô lắm. Xin lỗi, ông có thể cho tôi biết địa chỉ riêng của ông không? Được. Đây, đây là danh thiếp của tôi. Cảm ơn ông. Thank you.
Hạnh à, con không đi chơi hả con? Mà nghe nói có đoàn nhạc nhẹ nước ngoài qua trình diễn hay lắm đó con à. Dạ, dạ thưa má, con không thích lắm. Giả lại, bữa nay anh Hiếu có công chuyện khuya ảnh mới về. Không lẽ con bỏ má ở nhà một mình sao? Con còn lo cho bé Dũng nữa má à. Lúc nào má cũng ở nhà, má có bé Dũng rồi. Con muốn đi thì đi cho vui đi con. Không đâu má à, dù có đi con cũng đâu có vui gì. Vì má đã già mà lúc này trở trời, má hay bệnh hoạn, con phải ở nhà chăm lo. Trước kia gia đình con bị nạn không còn ai, hôm nay con xem má như mẹ ruột của mình. Rồi má có bị gì, con là dâu mà con quá vô tình. Vừa nghe qua mấy câu thành thật, má mùi lòng với con dâu trước đây. Má đứng ra cưới dâu thật sự, khi về nhà chồng thì bàn tính nó đổi thay. Má, anh Hiếu đã kể cho con nghe hết mọi sự, và hôm nay nó là cái bóng của quá khứ, đó là cái bóng của chị Hiền, vợ của anh Hiếu trước đây. Má biết, con đến với con má như con đã chấp nhận bước vào con đường gồ ghề. Đất còn ẩm sương đêm và nước mưa còn đông lai, chân con đã không ngần ngại dẫm lên những chiếc lá vàng nghe xào xạc giữa trường buồn. Má mừng cho con má, lòng bỗng dưng sống dậy khơi nguồn. Má tưởng nó không còn gì là hạnh phúc, sống đời khô cằn không một chút hạt sương. Nó từng khóc với má, nó thiếu tình thương vì thân tàn tật và luôn luôn bất hạnh. Khi đêm về má cũng thấy đời hiu quạnh, nhưng khi gặp con nó thấy bất lành trong lòng. Má nói vậy, chứ con gặp được anh Hiếu, đời con có phước lắm đó má. Người như anh Hiếu đáng cho con thương yêu trọn đời đó má à. Vậy nha con, còn đời má thì má chỉ có một ước mong, trước khi nhắm mắt có cháu nổi ấm bồng an ủi. Cho nó buồn nó tủi vì nó xấu xí bên ngoài, chứ trong lòng nó rất mật thủy chung. Đã hai lần rồi nó bị hất hủi quay lưng, má năn nỉ con đừng cho nó khổ đến ba lần. Vì bố mẹ mà nó thì xấu xí, má sợ sợ cho con mình một lần nữa để khổ đau. Má thương con má, thương dâu cũng bằng nhau, con hãy cho nó hạnh phúc về sao được nối dòng. Má à, ước mong của má thế nào má cũng được vui vẻ đó má. Vậy à? Má sắp có tin mừng rồi đó. Tin mừng? Tin mừng gì vậy con? Dạ, có trên một tháng rồi đó má. Vậy hả con? Trời ơi, hèn chi hơn hai tuần nay á,
má thấy con ủa mửa hoài à, nên má hơi mừng. Nay á thì má mừng thiệt rồi đó anh à. Má yên lòng vào nghỉ đi má. Trời trở lạnh nên không có nắng, má vào nghỉ cho khỏe nghe má. Để má vô đắp mền cho bé Dũng, để nó lạnh. Má vô nha con. Trời lạnh thế này mà em ra vườn chi vậy em? Tối nay mưa lớn gió to, em sợ mấy bụi hoa nó gãi nhánh, cho nên em tỉa những nhánh bị gãi đó anh à. Mấy bụi hoa nở đó nó cũng úa hết rồi, nhưng mai mốt những nụ còn lại nó sẽ trổ bông, em khỏi lo mà. Nghĩa là em cũng như những bông hoa héo tàn. Không, đó là anh nói trước kia. Không phải đâu em à, đó là con nuôi mà anh mua nó. Trước đây anh và Hiền ở không có con, Hiền vào nhà thương nhờ người ta mua. Em không tin đâu, em thấy má và anh cũng thương yêu nó quá mà. Chuyện đó còn dài dòng lắm, anh sẽ kể hết cho em nghe. Vợ chồng rồi có gì đâu anh dám giấu em. Anh Hiếu, từ ngày anh làm lễ tuyên bố với em, nhưng anh nhớ bao nhiêu ngày rồi không? Lo bù đầu vào công việc, anh đâu có nhớ ngày. Độ khoảng trên 3 tháng phải không em? Vậy mà cũng không nhớ. Nè, em báo cho anh biết. Em có rồi đó. Hả? Em có cái gì? Có cái bụng khác rồi nè. Em ăn cá không có được, anh không thấy sao? Ê, trời ơi, trời ơi, vậy là hạnh phúc cho tôi rồi, hạnh phúc nhanh quá em ơi. Má ơi, má à, khỏe rồi má ơi. Cái gì đó con? Hiếu, khỏe gì con? Má à, vợ con sắp có Hiếu con rồi má à. Ê, trời ơi, vậy mà má tưởng con đã được bác sĩ. Cái lưng gù á không có còn như trước, chớ còn cái vụ này má biết gần tháng nay khi ủa mửa là má đã hiểu rồi. Má à, chiều nay mình đi nhà hàng mừng vui vì vợ chồng con sắp có con.
được rồi, con sẽ mời thợ nhà hàng đến nấu cho thật ngon cho nhà mình ăn mừng nha má ha. À, được rồi. Bà sanh con trai, nhưng mà đứa trẻ yếu lắm, sợ không biết kéo dài đến mấy ngày nữa. Trời ơi, cô làm ơn nói với bác sĩ giùm, bằng mọi giá bác sĩ hãy giúp cho tôi. Tất cả các bác sĩ đã có đến đầy đủ, nhưng vì đứa trẻ quá yếu và cũng không thể nuôi bằng máy lâu ngày được. Hiện giờ đứa bé ở đâu vậy cô? Dạ, ở trong phòng dưỡng nhi á. Tất nhiên là đang nằm trong máy oxy đó không? Tôi biết. Còn mẹ nó có thể nhờ xe ở đây trở về được không cô? Dạ được. Nếu mà cần thì ông có thể nhờ bác sĩ đến nhà giúp cho ông mỗi ngày cũng được mà. Dạ, nhờ cô lo giúp giùm tôi chuyện này. Dạ. Em à, tại số anh không có con, em không nên lo nghĩ nhiều. Anh chỉ có số nuôi con nuôi thôi. Anh nói sao? Thằng Dũng, thằng Dũng là con nuôi của anh thật sao? Em đã nói là em không tin mà. Anh có nói với em một lần rồi. Ngày xưa đó, lúc má mới cưới Mỹ Hiền về, Hiền ăn ở với anh cũng đã sanh hai lần, mà lần nào khi lọt lòng là bị chết. Thầy bôi bảo xin con nuôi, Hiền bàn với anh tìm người môi giới để giới thiệu giùm, mua đứa bé tại một nhà thương tư. Vậy bé Dũng là chị Hiền mua trong bệnh viện hộ sản sao? Phải. Người mẹ vì nghèo không nghĩ suy nên cho con đi, người chồng vô tâm nỡ gạt vợ mình. Vợ đi sanh ở nhà cóm tiền rồi trôn mất đi luôn.
Dạ, dạ thưa bác. Ủa, Hà My. Ngồi đi con. Dạ, dạ cảm ơn bác. Thưa bác, anh Cương có nhà không bác? Nó đang ở trên lầu á. Để bác cho người gọi nó nghe. Dạ, cũng chưa có vội lắm đâu, con còn ở chơi lâu lắm. À, Hà My à. Dạ. Ba má con bên nhà cũng khỏe chứ? Dạ, dạ khỏe. Thằng Khương nó bàn với bác á, là sau đám cưới nó và con đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật á. Dạ, con chưa nghe anh nói. Thưa bác, bao giờ thì bác trai mới về nước hả bác? Theo như ba thằng Khương điện về thì ông tranh thủ về trước đám cưới một tuần. Sau đám cưới ông sẽ về bển ngay, vì công việc làm ăn không thể vắng mặt ông được. Bác có định sang bên ấy không? Bác chưa nghĩ đến điều đó. Dạ lại, theo ý của thằng Khương, nó không muốn sang bên ấy, vì nơi đó xa lạ tất cả. Bao năm trời sống ở nơi đây, đã quen với cách sống bên này. Con nên khen ngợi, chứ thật ra con còn rất hời hợt trong cuộc sống. Tay còn ngón dài ngón ngắn, con người làm sao mà toàn vẹn được con. Thưa mẹ. Khương. Xuống đây con, vợ sắp cưới của con chờ lâu rồi đó. Anh định sang đón em, không ngờ em nhanh hơn đến đây đón anh trước. Không phải đâu, em đến đây thăm bác mà. Ê, nếu không vậy anh lịch sự rút lui rồi nghe. Ý, anh, trời ơi, em nói giỡn thôi mà. Thôi, hai đứa cứ tự do trò chuyện, bác lên lầu nghỉ à. Em, anh dạ? Định chủ nhật này đưa em đi Vũng Tàu. Trời ơi, đi quạng chỗ chán chết đi à. Quan trọng là hai đứa mình vui, chứ đâu phải vui vì cảnh vật đâu em. Thôi đi. Bộ anh thích Vũng Tàu lắm hả? Nói đúng hơn là anh thích biển. Làm việc quần quật cả tuần, mình khuây khỏa một ngày với biển cũng là điều nên làm lắm chứ em. Em thấy hình như anh thích gần biển hơn em. Sao em lại nói thế? Chứ không phải sao, khi cỡ gần bên em á thì anh luôn nhắc biển, khi ra biển á thì anh cứ mãi mê ngắm những con sóng vô hồn. Hình như là con sóng đẹp hơn em, chắc nó có giọng hát ngọt ngào, nên anh cứ mãi mê say đắm. Bỏ mặc em thẫn thờ giữa nắng. Sao lại giận hờn vung vơ? Sao em lại đem biển ra để so đo? Từ trước tới nay, có bao giờ người ta lại ghen với sông? Dù biển đẹp đến dương nào cũng không so bằng Hà My của anh. Phải thật dày dặn
là thứ vô hồn. Nó chỉ biết mơn man bờ cát một cách vô thức. Còn chúng ta là con người, là của nhau. Mình đã nối chặt nhau bằng sợi dây tình yêu, được đan kết từ bao ngày yêu thương say đắm. Nếu anh nói tình yêu của chúng ta được nối chặt với nhau bằng sợi tơ duyên, mà nó đã đan kết từ bao tháng ngày gần gũi, thì sao những lúc kề cận bên nhau anh hay thờ ơ lạnh nhạt để cho em cứ thầm tôi trong lòng? Sự yêu nhau lòng cứ hay lo người tình phản bội, đến bao giờ mình thật sự ở bên nhau thì em mới cảm thấy vững và yên lòng. Sao lòng còn mãi ghen hờn, tình ta trao gửi cho nhau với niềm tin sao dời, anh vẫn một lòng yêu chỉ em thôi. Lời anh nghe ấm trong tim làm em thấy mình thêm càng yêu thương. Hà Mỹ ơi, anh đặt vào em với bao niềm tin trọn vẹn, xây đắp một ngày mai hạnh phúc. Nói thì phải giữ lời. Anh nó mà thay lòng đổi dạ là em sẽ giết chết anh cho coi. Dớ dẫn quá cô bé ơi. Chỉ còn không đầy một tháng nữa là đám cưới của hai đứa mình rồi. Nè em nhớ nha, đám cưới mình rồi á, đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt đó. Tính mua chuộc người ta đó hả? Nếu không vậy thì sao? Anh hứa mà không thi hành á chết với em á. Xin tuân lệnh bà xã. Bây giờ đi được chưa? Đi đâu? Thì đi hóng gió. Đi, đi thì đi. Đi. Hai đứa nó đi rồi, có tụi nó ở nhà thì vui. Hai đứa nó đi rồi thì chỉ có một thân già này thui thủi. Sáu à, con đến nhà chú Sâm lấy đồ cho bà đi. Nhớ nhanh lên đó rồi về, lo chuẩn bị cơm nước cho cậu hai nghe chưa. Alo, xin lỗi, ai đầu dây? Ông cần gặp bà Kim Hồng à? Vâng, Kim Hồng là tôi đây. Ông nói sao? Con tôi bị tai nạn rồi à? Hiện nay chuyển đến bệnh viện. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn ông. Trời ơi, gần ngày cưới rồi còn bị tai nạn, thiệt là xui xẻo. Sáu, trời ơi, mới xài nó đi công chuyện, thôi đành đóng cửa đi vậy. Trời ơi, con ơi là con ơi, con đừng có bị gì, má sợ lắm nghe con ơi con.
thật rồi. Bao ước mơ hy vọng đã tan theo sóng biển. Một người chồng sắp cưới đẹp trai, giàu có, giờ bỗng trở thành một hình hài tàn phế. Làm sao ta có thể sống với một người mù trọn đời trọn kiếp? Trời ơi! Không, có lẽ nào trời đã bắt tội ta. Nhưng ta có làm chi nên tội? Ai thông cảm cho ta? Ai thông cảm cho tôi? Tính đi Hà My. Sao anh lại tìm em trong lúc này? Bao giờ anh chẳng chú ý đến em và sẵn sàng đến bên em trong những lúc em đau khổ nhất. Để cười trên nỗi đau của em phải không? Không, để chia sẻ cùng em. Đúng như lời anh đã nói cùng em trước khi em nhận lời làm vợ của Khương. Bao giờ em đau khổ, anh tìm đến với em. Để được gì? Được an ủi em, được vuốt lại mái tóc mà anh đã từng nâng niu hôn hít. Anh Du, anh nói thật. Thật hay không, em cứ nhìn vào mắt anh thì rõ. Hà My, bao giờ và lúc nào hình bóng của em cũng nằm trọn trong trái tim anh. Và anh đã bao đêm trằn trọc ôm hình bóng. Thanh thản hay đang bực bội vì sự có mặt đường đột của anh? Đừng nói thế.
Em hiện đang rất cô đơn. Nếu như anh thật sự thông cảm và an ủi em thì anh vô, anh hãy ngồi xuống đây uống cùng em hết chai rượu này. Rồi sau đó? Rồi sau đó cứ để mặc tình thời gian trôi qua và đưa đẩy, cũng như bản thân em, mặc cho dòng đời đưa đến chỗ nào cũng được. Em đâu có quyền lựa chọn nữa, phải không anh? Không, tương lai của em là thuộc về em. Không ai có quyền buộc em phải đi ngược lại suy nghĩ của mình, cho dù suy nghĩ đó đã từng làm anh đau khổ. Anh Dương, anh đừng nhắc lại. Anh đừng nhắc lại anh. Anh càng nhắc càng làm cho em chống rơi nước mắt. Thôi, anh uống đi. Uống đi anh. Uống và vui cùng em trọn đêm nay. Kể từ bây giờ, cuộc đời em đã thuộc về anh. Hà Mi, cô thật không em? Thật chứ. Anh chẳng bảo cuộc đời của em do chính em quyết định sao? Nhưng còn Khương? Một con người mù đuôi đã lùi vào quá khứ. Đừng bắt em cột chặt cuộc đời mình vào u tối. Không, không bao giờ. Em đã trở về với anh. Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa. Anh Dương, hình như chúng ta mới đúng là có duyên. Số phận là thế đó em. Anh Dương, em yêu anh. Chính anh đã giải thoát đời em. Đừng bao giờ rời xa anh nghe em. Không, Hà Mi là của anh mà. Hà Mi, anh vui. Dạ, thưa bà. Cô cần gì? Dạ, tôi đọc báo thấy bà cần người giúp việc, cho nên... Cô có đọc kỹ yêu cầu của tôi chưa? Dạ kỹ. Cô cũng biết đó, vì yêu cầu đặc biệt nên người giúp việc hết sức chịu khó và... Thưa bà, tôi hiểu mà. Nhưng tại sao bà còn bỏ lửng câu nói? Thấy cô đẹp, dịu dàng và lễ phép nên tôi rất vừa ý. Nhưng còn việc có nhận cô hay không thì còn tùy thuộc vào con trai tôi và cô. Dạ, xin bà hãy nói rõ hơn ạ. Thú thật với cô, con trai tôi sau một tai nạn đã mù mắt cả hai. Nó đang tuyệt vọng và không tin bất cứ ai. Tôi rất khổ tâm trước cảnh tình này, vì thương con tôi chạy chừa khắp cùng. Nhưng đến nay thì có còn hy vọng, các bác sĩ đều chịu bỏ tay. Con của tôi muốn lánh xa thực tại, nó chẳng chịu gần gũi một ai. Hơn 10 năm sống cô
của tôi mà giúp cho thằng Khương tìm được niềm vui trong cuộc sống, thì ơn nghĩa kia tôi sẽ nặng mang cho đến khi nhắm mắt ly trần. Nỗi buồn kia đã canh cánh bên lòng, hoặc có thể là cậu bị người yêu ruồng rẫy phủ phàng, hai nỗi đau cùng chung cộng lại sức một con người khó chịu nổi bà. Cô nói vậy có nghĩa... Tôi chỉ đoán thôi, nhưng cũng không loại trừ trường hợp cậu bị chấn động về mặt tình cảm. Thôi, bà cứ đưa tôi lên gặp cậu ấy hãy hay. Nhưng mà là cô hết sức bình tĩnh và chịu khó nghe. Dạ, điều đó nằm trong tầm tay của tôi mà. Vậy cô theo tôi. Vâng. Khương ơi, mở cửa cho mẹ con. Mẹ lên đây cùng ai? À, mẹ đi có một mình hà. Nghe tiếng bước chân con biết mẹ lên đây tới hai người. Mẹ định đưa ai lên đây nữa? Mẹ tìm người giúp việc cho con. Con không cần. Mẹ bảo họ đi đi, đi đi. Sao cậu lại cố chấp như vậy? Cô là ai mà dám nói với tôi câu nói đó? Cô đi ngay, tôi đuổi cô đó. Nếu như tôi không đi, tôi sẽ không mở cửa. Thưa bác, bác cứ xuống lầu đi, để cháu trò chuyện với anh ấy một chút. Nhắm ổn không cô? Dạ, cháu sẽ cố hết sức mình mà bác. Tôi đặt niềm tin vào cô. Mẹ tôi đi rồi à? Vâng, bác ấy đã xuống nhà. Cậu cần gì thì cứ gọi tôi. Bây giờ cậu có thể mở cửa cho tôi vào được rồi chứ? Cô đâu có điếc. Mà những gì tôi nói lúc nãy cô không nghe. Tôi đã nói rồi, tôi không cần bất cứ ai bước đến đây an ủi này nọ. Cô nên lập tức quay về đi, có ở lại chỉ tốn công thôi. Tôi tự lo liệu cho tôi, tôi không tật nguyền như cô tưởng tượng. Cô nên dành lại thời gian để lo cho bản thân cô. Dù cậu nói thế nào thì tôi cũng không đi. Tôi đã quen rồi với bao cay đắng đắng cay. Khi chấp nhận bước vào đây, tôi
qua cậu cứ chúc cả vào tôi. Cô cứng đầu lắm. Cứng đầu cũng 5-7 thứ chứ cậu. Tôi đuổi hoài mà cô chẳng chịu đi thì không phải cứng đầu hay sao? Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Nếu chỉ vì không chịu theo lời của cậu đuổi mà cậu cho là tôi cứng đầu thì tôi thật vô cùng thích thú. Cô không có chút tự ái nào sao? Có chứ. Nhưng điều tôi cần hơn đó là lòng tự trọng. Vả lại cậu chưa chạm đến lòng tự trọng của tôi thì tại sao tôi lại phải đi chứ? Tôi nhục mạ cô đến thế mà cô không thấy nhục à? Nói đúng hơn, tôi vừa nghe cậu trút một phần cơn giận trong lòng mình. Bao giờ cũng vậy, khi cơn giận tiềm ẩn lâu ngày trong lòng người ta thì dễ gây cho người ấy sự cáu gắt, thậm chí còn phản kháng với mọi người chung quanh nữa. Tôi hiểu, tôi rất hiểu điều đó. Và tôi đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến nơi đây. Tôi đã quá quen với hiện trạng như vậy, vì tôi có một người cha. Làm gì tôi không cần sự thương hại của cô. Nói đúng hơn tôi cần cậu thương tình mà tạo một cơ hội cho tôi. Tại sao? Kể từ khi gia đình túng ngặt, tôi phải mưu sinh và than thuốc cho cha già, vậy cô giúp tôi chỉ vì tiền à? Cậu chỉ nói đúng một phần, phần còn lại là vì tôi cảm thông được cho cậu. Tôi không biết có nên tin vào những điều cô vừa nói. Cô thừa biết tôi bây giờ chỉ là một kẻ phế nhân, không một ai muốn gần gũi tôi. Họ xem tôi như một chiếc bóng bên vệ đường dứt dưỡng. Thậm chí đến cả người tôi thương yêu duy nhất cũng vội quay lưng khi biết tôi đã vĩnh viễn đôi môi. Thừa tình cảm chung quanh, nhưng hiện giờ tiền bạc vẫn chất cao mà tình thì vội ra đi như gió thoảng. Tôi căm thù những ai nói câu tình ái và căm thù cả ai thương hại cho mình. Có lẽ cô là người đầu tiên tôi tiếp chuyện, nhưng tôi vẫn không cần cô lo lắng cho tôi. Tôi sẽ tặng cho cô một số tiền lớn để cô về lo lắng cho ba con. Cậu lại khinh thường tôi nữa rồi. Tôi đã nói chăm sóc cho cậu vì tiền chỉ là một nửa. Một nửa còn lại tôi đã nói cậu nghe, cậu vẫn chưa tin tôi sao? Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe nữa. Nếu cậu không muốn nghe, tôi càng cần phải nói.
Cô cứ ở ngoài đó mà nói một mình. Dạ, nếu cậu đã phân công, tôi xin nghe lời cậu. Tôi có phân công gì cô đâu. Thì cậu bảo tôi ngồi ngoài này nói chuyện một mình, thì tôi sẽ ngồi đến khi nào cậu phân công cái chuyện khác. Cô quá quắt lắm. Thôi xin phép cậu, để tôi lo chuyện của tôi. Cô muốn làm gì cô làm đi, tôi không biết. Dạ, tôi sẽ ngồi đây đến khi nào cậu chịu mở cửa phòng á thì mới thôi. Thì cô cứ thi gan. Dạ, tôi xin nghe. Nè, anh Du. Ừ? Sao? Anh tính tới bao giờ mới cầu hôn em? Trời ơi, từ từ thư thả chứ em. Nè, em không sợ bị mang tiếng là vong tình sao? Vong tình à? Chẳng lẽ anh bắt em phải sống với thằng đuôi đó suốt đời? Em còn trẻ đẹp lắm anh ơi, em không thể vùi đầu trong cái hạnh phúc nhuộm màu đen tối đó được. Nhưng lúc trước chính em đã chọn nó. Trước khác giờ khác, tình yêu của em nó không định vị như một bức tường thành, mà tình yêu của em là cơn sóng biển, nó phải biết trào dâng, phải xóa sạch những dấu tích mà mình không đáng nhớ. Trời ơi, em quả thật là ghê gớm đó. Nhưng vẫn chưa bằng anh. Anh đâu dại gì bỏ con nhỏ đẹp như tiên kia để chạy theo em. Vì anh yêu em. Thật chứ? Cho em nói thật nha, nếu như em không đẹp, em không giàu thì có chịu bỏ nó mà chạy theo em không? Anh đã từng theo đuổi em trước khi em nhận lời làm vợ thằng Khương. Nhưng chỉ tiếc tới lúc ấy anh nghèo hơn nó. Tiền ít chưa hẳn đã tìm được tình yêu, anh nghiệm ra điều đó chứ. Nhưng với em, tiền bạc trong tay không thiếu. Vì thế em đang cần một tình yêu, một người chồng đẹp trai. Anh biết không, hơn nữa người ấy phải biết ga lăng, tuy không giàu sang cũng không nghèo sơ sát, phải tuyệt đối nghe lệnh của em, đó mới đáng là người em yêu. Anh không giàu bằng thằng Khương á, nhưng cũng hơn thiên hạ, đủ sức để cung phụng cho em. Anh sẽ dệt cho em bao mộng đẹp, đủ sức đưa em vào thiên đường tình ai, sống bên anh em chẳng phải bận tâm gì. Với em sẵn sàng dứt bỏ mọi điều, nếu anh vẫn ý dù chỉ một lần, chấp nhận chơi rồi anh chơi dội rút lui. Cưới được em điều anh nao ước bao ngày, thì anh đâu có giải gì mà muốn bông hồng một lần nữa bay đi. Nói thì nhớ nha, anh biết không, chung quanh em bây giờ á, không chỉ có anh đâu, mà còn hàng tá người đang chờ em để mắt tới. Chắc anh cũng biết rồi đó. Dĩ nhiên. Và trong những thằng hiện đang theo đuổi em, đâu có đứa nào đuổi kịp anh đâu. Biết đâu. Em vẫn chưa tin. Ngay lúc này anh có thể cầu hôn em, nhưng anh chưa làm điều ấy. Mọi việc là vì em. Anh không muốn để cho em phải mang tiếng thiên hạ là một kẻ vong tình. Mình phải cưới nhau mà trong sự thán phục và quán hên của thần tộc và bạn bè. Đám cưới chúng ta phải rình rang thiên hạ, em là cô dâu yêu kiều diễm lệ. Bởi vì anh đau khổ đã lâu nên muốn mãi sao hạnh phúc tràn đầy. Thank you.
được anh nguyện trọn đời sẽ săn sóc cho em. Nghe thật là cảm động. Cảm động không? Em sẽ còn ngạc nhiên và cảm động nhiều hơn nữa. Trời ơi, ai đến quấy rối đây? Tìm ai? Dạ thưa, tôi cần gặp cô Hà My. Tìm tôi có chuyện gì? Dạ, tôi là người giúp việc cho bà Kim Hồng. Anh lên lầu đợi em một chút nha. Anh cũng có công chuyện. Thôi, anh đi một chút, anh sẽ quay lại đón em. Anh đi nghe. Dạ. Giờ có chuyện gì? Chị nói đi. Dạ, tôi đến làm việc cho bà Kim Hồng đã hơn một tháng nay. Thì chị đã nói rồi. Tôi quên. Dạ, tôi cũng là người chăm sóc cho cậu hai. Anh Khương đó hả? Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, vì tôi thấy cậu hai buồn và qua tìm hiểu tôi biết được chuyện của cậu hai. Con người khi đã nhận quá nhiều nỗi khổ đau mà không được người yêu cùng san sẻ thì nỗi đau khổ kia sẽ biến thành nỗi đau tuyệt vọng. Chứ không cho ai một thứ gì cả. Cô hiểu rồi chứ? Dạ. Dạ tôi hiểu. Nhưng vì tại tôi thấy cậu hai quá đau khổ nên tôi không có đành lòng. Không đành lòng hay lòng cô bắt đầu rung động bởi cậu chủ đuôi mù nhưng tài sản lớn lao. Thôi, cô còn giả đò đạo đức mà chi? Tôi không có dành đâu. Cô cứ nhào vô mà hướng lời. Chiều đắp ăn xôi cũng đáng đồng tiền bán gạo chứ tôi không tin cô có dài.
phần tôi lôi. Nhưng hạnh phúc đời tôi không thể rơi vào tâm tôi, nên đo lường trước sự thiệt hơn. Dạ, vì hạnh phúc của cô và cậu hai nên tôi mới mạo muội tới đây. Tôi biết điều mình vừa nói đã làm cho cô phật ý, mong cô hãy tha lỗi cho tôi. Vậy sao? Tôi ít có thời gian để nghĩ về người khác. Cô khỏi lo là tôi phiền giận cô. Không hề có chuyện đó đâu. Trong đời tôi á, tôi chỉ phiền và giận những ai cao hơn tôi thôi. Cô hiểu chưa? Dạ, dạ tôi hiểu. Thưa cô, tôi về. Biết vậy là tốt, vì tôi thấy tôi tiếp cô như thế cũng là quá nhiều rồi. Dạ, chào cô. Đồ dở hơi, có thương quá thì lấy nó đi, nó giàu lắm đó. Dạ thưa bà, cho gọi con. Ừ, con ngồi xuống đó đi. Dạ. Từ nay về sau, bác cho con gọi bằng bác, bỏ đi tiếng xưng hô cũ, con có đồng ý chứ? Dạ, nếu bà cho phép. Dạ thưa bác, bác gọi cháu có chuyện gì hả bác? Bác thú thật cho con biết là tuần sau ba thằng Khương về nước. Sợ dĩ bác phải nói với con điều này là gì? Gần một năm nay ba thằng Khương rất khổ đau, nhưng ba không dám nói cho nó nghe, bởi nó chẳng muốn gần ai. Bác đành im lặng cho chuyện yên. Nay nhờ có con thằng Khương đã nghĩ lại, chuyện mình đâu. Bác không nói chuyện đó, bác chỉ muốn bàn với con một việc. Dạ, con xin nghe. Ý của ba thằng Khương muốn đưa nó sang nước ngoài chữa trị, nhưng bác ngại nó không chịu đi. Duy có một điều, nếu con thật sự thương cho hoàn cảnh của bác thì con cố khuyên thằng Khương hãy vâng lời. Con nghĩ việc khuyên anh ấy ra nước ngoài chữa trị là điều rất hợp lý. Bác à, bác hãy tin con. Con hứa giúp bác ha. Dạ, đó là nguyện vọng của con mà. Con nói sao? Dạ, ý của con là con mong anh Khương chống lành bệnh, vì như thế anh ấy sẽ ít bị đau khổ. Vậy mà bác cứ tưởng... Thưa bác, sao à? À, không, có lẽ là do bác nghĩ quá xa.
chết rồi. Đã đến giờ cháu cho cậu hai uống thuốc. Xin phép bác. Con cứ làm nhiệm vụ của mình đi con. Dạ. Chẳng lẽ giữa chúng nó... Dạ, con chào bác. Ủa, Hà My, ngồi đi con, ngồi đi. Lúc này bộ bận công chuyện lắm hay sao mà ít thấy con ghé thăm bác và thằng Khương quá vậy? Dạ, ba con bận việc đi xa, con phải thay ba giải quyết khá nhiều chuyện. Độ rày, chắc anh Khương vẫn khỏe hả bác? Mai là nhờ có cô Vân, nếu không thì... Thì sao hả bác? Thì coi như cuộc đời của nó buông trôi rồi. Hay, con nghĩ mãi vẫn không ra, không hiểu tại sao anh Khương lại nóng nổi đến vậy. Nguyên nhân chắc con cũng hiểu được phần nào. Hình như bác có ý trách con. Nào phải vậy đâu con, bác thương con không hết thì lẽ nào bác lại trách con. Con chớ để lòng nghĩ những chuyện không hay, bác đã xem con là dâu thì bác phải hiểu tính con. Thật ra con muốn đến tìm mà, nhưng cũng đã bao lần khi con đến nơi này, mặc cho số phận, có tránh nhiều cũng chẳng được gì. Bác rất mừng khi thấy con nghĩ tốt về người chồng sắp cưới của mình. Con cứ tin đi, rồi đây thằng Khương sẽ sáng mắt. Bác nói thật hay chỉ an ủi con? Tuần sau bác trai về nước, ông ấy sẽ đưa nó ra nước ngoài chữa trị. Bác tin với nền y học hiện đại, bệnh của thằng Khương không phải là nan giải. Bác ơi, nhưng biết anh Khương có chịu đi không? Đã bao lần khuyên bảo, anh ấy có nghe đâu. Coi chừng tất cả rồi chỉ hoài công. Không, lần này thì chắc rồi. Vì cô Vân khuyên bảo thế nào nó cũng nghe hết á. Sao? Cái con ở đó mà lại có uy tín với anh Khương đến thế sao? Cũng nhờ có nó mà thằng Khương mới chịu trở lại với những sinh hoạt bình thường lúc trước đó cháu. Vậy là giữa hai người đã... Không, không bao giờ có chuyện ấy đâu. Con đừng có lo, đừng có nghi ngờ. Thôi, con lên lầu thăm thằng Khương đi, có lẽ nó đang chờ con đó. Dạ, con đi nghe bác. Ừ. Hình như là Hà My nó không còn thương thằng Khương nữa hay sao? Cầu trời cho mọi chuyện đừng như tôi nghĩ. Đã đến giờ cậu hai phải uống thuốc. Dân bỏ giùm tôi 2 tiếng cậu hai có được không? Được chứ. Nhưng muốn bỏ thì cậu hai phải chiều Dân một chuyện. Chuyện gì? Nhưng mà cậu hai có hứa không? Dân không nói, tôi biết gì mà tôi hứa. Dân phải nói trước mới được. Lỡ Dân nói ra mà cậu không đồng ý thì sao? Chuyện gì tôi cũng đồng ý hết. Chỉ duy trì một điều là đừng bao giờ nhắc đến chuyện chữa bệnh đôi mắt của tôi. Sao vậy cậu? Bộ cậu không thích trở lại như ngày xưa? Tuyệt vọng lắm rồi Dân ơi. Anh Khương. Thùy Vân. Vân định gọi tiếng anh lâu rồi.
thân tật nguyện đành chung lắm tương lai, khát khao chỉ thêm bé bàng, từ nay đừng ước mơ là hờn, để anh sống trong chuỗi ngày đời mịt mờ mãi trong màn sương. Anh Thương à, còn bao mơ mai sao, lẽ đâu anh đành buông xuôi, bao người thân chờ mong anh bỏ rơi, đành không. Dân ơi, chính vì thương nên anh không muốn ba mẹ anh phải đau buồn vì cái bất hạnh mà anh đang gánh lấy. Anh đã ngồi một mình trong màn đêm u tối, gặm lại chuyện ngày qua mà nghe chua xót trong lòng. Còn lại gì đâu, nắng đã tắt lâu rồi, phải chỉ còn một giọt chiều dương cành lá để niềm hy vọng không tắt trong tôi. Tôi ngồi trong phòng lặng nghe tiếng động ngoài kia và thầm niệm thời gian trôi lặng lẽ. Giọt sương buồn rất nhẹ trên cành cây, là thời gian đã qua khỏi một ngày. Chẳng lẽ anh cứ ngồi đến thời gian trôi đến hết cuộc đời mình sao? Anh còn trẻ và bên anh hiện đang có một tình yêu tươi đẹp. Dân muốn nói, em muốn nói cô Hà My là vợ sắp cưới của anh. Đừng để cho cô ấy phải đợi chờ và phải phai tàn theo năm tháng. Cô ấy đợi chờ tôi thật sao Vân? Vân nói thế nhưng Vân có tin là sự thật? Dòng xoay cuộc đời đã bứt lìa tất cả, ngã ba đường trở lại mình tôi. Xưa bên cổ đâu mong tương phùng, tình yêu có trải qua thử thách thì nó càng nồng đường hương. Xin anh đừng nghi ngờ cho người ấy, Hà My vẫn trọn lòng chung thủy cùng anh. Cảm ơn cô đã nói tốt cho tôi. Cô mới đến. Dạ, mời cô ngồi. Hà tất cô phải quan tâm đến vậy? Dẫu sao tôi cũng là cô chủ nhỏ đây mà. Sao em vào mà không báo trước? Chẳng lẽ tôi lại không được tự do ra vào thăm anh hay sao? Cái con nhỏ ở này, không lẽ nó có vị trí hơn tôi à? Cao hay thấp em tự hiểu. Bữa nay em đến thăm tôi chắc hẳn không phải là sự ngẫu nhiên. Xin phép tôi được lui vào trong. Đến thăm anh thì phải có mục đích chứ. Anh là chồng sắp cưới của tôi, người vợ đến thăm chồng cũng phải xin phép nữa sao? Đâu có luật pháp nào buộc thế, phải không anh? Em đã không đến đây từ lâu rồi mà. Tôi nghĩ em đã yên vui trong vòng tay của người khác. Ai ngờ em vẫn còn chờ đợi à. Anh cũng biết khá nhiều đó. Nghe tin anh sắp đi ra nước ngoài chữa mắt, bổn phận là vợ, nên tôi lo lắng rất nhiều. Cho chuyến ra đi, vì trong những ngày dài sắp tới,
cận kề, lo cho anh vừa qua đêm tôi. Tôi cảm ơn em, và cũng nói cho em rõ, tôi cũng chẳng có đi nước ngoài để cửa mắt như lời mẹ tôi nói. Bằng lòng thì cứ việc sang ngang. Cái kết cuộc chắc cũng phải như vậy thôi. Nhưng em chưa vội đâu anh ơi. Em đâu giải gì sang ngang để mang tiếng bội vong. Em cần phải ở bên anh đến khi nào không còn chút gì hy vọng, em mới tính chuyện khác. Có lẽ giữa tôi và em trong thời gian qua không phải là tình yêu. Tình yêu nó có tới hàng trăm định nghĩa, và mỗi người lại thích xài một định nghĩa riêng. Anh cũng thế, mà em cũng thế. Vì vậy, nếu có gì không vừa ý thì anh cũng đừng trách nhau anh nhé. Tôi bây giờ đâu còn đọc được định nghĩa về tình yêu, nên làm sao biết có bao nhiêu định nghĩa. Em sáng mắt, em đọc nhiều, chắc em đã chọn được cái sơ bồ định nghĩa về tình yêu, là định nghĩa cho cuộc tình mình và cho chính em rồi chứ. Chưa, em mới dự định thôi. Anh có cần em đọc và chọn giùm anh không? Tôi thấy chưa đến lúc cần xài loại định nghĩa đó. Em hãy cứ đọc cho chính em, bởi lòng người đã là sự tổng thể của vô vàn định nghĩa. Vậy à? Ồ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em tự quyền quyết định. Anh Khương, đến thăm anh như vậy chắc anh cũng vui lòng rồi chứ. Thôi, em về. Bao giờ anh lên đường em sẽ theo. Âu cũng là đi để cho biết nước ngoài vậy mà. Chắc không bao giờ có chuyện đó. Biết đâu. Thôi, em về nhé. Đời là thế, như thế mới là cuộc đời. Dạ, thưa bác mới về. Ngồi đi con, bác có chút chuyện cần bàn với con. Dạ, xin bác cứ dạy. Nghe bà nhà nói lại là trong thời gian qua, nhờ con hết lòng chăm sóc cho thằng Khương nên nó mới chịu ra nước ngoài trị bệnh. Bác thành thật cảm ơn con. Dạ thưa bác, đó là nhiệm vụ của con mà bác. Hai bác rất rạch rồi. Công của con hai bác không hề quên. Hai bác sẽ có phần thưởng tương xứng với công lao đó. Chỉ có điều này hai bác cần bàn với con. Dạ thưa bác, phận cháu là người ở thì phải tuyệt đối nghe theo lời dạy của chủ. Hai bác cứ thẳng thắn, con xin được nghe. Việc cũng chẳng có gì lớn lao, số là theo yêu cầu của thằng Khương. Khi đi nước ngoài chữa mắt phải có con theo chăm sóc. Dạ, dạ ý của hai bác không muốn con đi. Dạ nếu vậy thì con xin được từ trước chuyện này. Vợ sắp cưới còn một bên là người ân. Con đã biết phận của con rồi, xin hai bác khỏi băn khoăn. Con sẽ xin ở lại quê nhà và tìm cách thuyết phục anh Khương. Hai bác không biết nói thế nào trước những hy sinh chịu đựng của con. Hai bác rất thương con, chỉ tiếc là... Dạ, con vẫn chưa hiểu hết ý của bác. Nhưng thưa hai bác,
phận của con thế nào, con đã tự xác định vị trí của mình. Con sẽ không để cho hai bác phiền lòng vì con đâu. Con có buồn hai bác không? Dạ thưa không. Mà con chỉ thấy trống vắng trong những ngày xa anh ấy, và cũng trong những ngày chữa bệnh nơi phương trời xa lạ. Con sợ rằng anh Khương sẽ phải cô đơn, vì chung quanh ít người hiểu được ý nghĩ của riêng anh. Khương rất cần con kề gần sớm hơn, nhưng hoàn cảnh không cho phép, con đành bùi ngồi đưa tiễn người đi. Con sẽ nói vui với anh Khương rằng cha con vừa đang đau nặng, cần có con chăm sóc cha già, nên con không thể đi cùng. Nếu được vậy thì bác cảm ơn con đã suy nghĩ vẹn đôi. Con xin hai bác hãy yên lòng, con đã hiểu phận của mình. Con chỉ cầu mong rất khó xử khi phải đề nghị với con điều vừa nói. Bổn phận làm cha mẹ không phải lúc nào cũng muốn con cái theo ý thích của mình. Con là một đứa con hiếu thảo, là một người con gái tốt, và như ai đứa con gặp nhau không phải bây giờ. Ngày tháng qua tình cảm đã lớn dần, nhưng dân ơi bác mong con thấm hiểu, con thuyền thằng Khương đã có bên neo. Bác cũng rất buồn cho số phận của con, nhưng giải quyết khác hơn thì bác không làm được. Con ngái về bác mà lừa lời khuyên nhủ, hai bác sẽ không quên được ơn này. Dạ thưa hai bác, con không có ý định chăm sóc anh Khương để được hai bác mang ơn đâu. Tất cả chỉ vì trách nhiệm của con phải thế mà. Con không có trách hai bác cái gì đâu mà. Dân con không trách, nhưng bác biết con buồn phiền lắm, và thằng Khương cũng tương tự như con. Để người mình thương được vẹn tròn hạnh phúc, bác thầm mong rồi thằng Khương sẽ vì hai bác, về lời hứa lâu đời thắt chặt đôi bên. Vì thằng Khương bao ngày đau khổ, giả lại hai đứa sắp thành hôn với nhau rồi. Con có yêu cầu gì cứ nói với bác đi, hai bác thì con sẵn sàng ứng thuận. Đó cũng là một phần đền đáp sự cực khổ bao ngày của con với thằng Khương. Dạ thưa hai bác, con không có yêu cầu gì cả. Giả lại nếu con có yêu cầu thì hai bác cũng không chịu theo được, thà là con không nói hay hơn. Hai bác hứa sẽ chiều theo yêu cầu của con, hai bác không sợ tốn kém gì cả. Dạ, điều mà con yêu cầu không phải là vật chất. Con đã quen thiếu thốn vì vật chất nên con đâu có sợ thiếu thốn nữa. Con chỉ thiếu tình cảm, nhưng hai bác thì lại không thừa chuyện ấy.
thật là khó xử. Nhưng cuối cùng con vẫn giúp bác chứ. Dạ, một lời con nói ra là chữ tín, con không thay đổi đâu, hai bác đừng ngại. Con xin phép hai bác cho con vào trong, con còn phải dành thời giờ để khuyên nhủ anh Khương. Con cứ tự nhiên. Dạ. À, dạ mà con dân nó gặp thằng Khương trước á thì... Nhưng nó là một đứa nghèo sơ sát. Cưới vợ cho con chứ đâu phải cưới tài sản. Bà tưởng mình giàu lắm sao? Có được như hôm nay, mình cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Đừng tưởng có tiền là có tất cả nghe bà. Tôi có nói gì đâu mà ông buồn. Tôi phải lên gặp thằng Khương để khuyên bảo nó. Không hiểu, ông này cũng thay đổi tính nết bao giờ. Vân, sao em không nói gì cả? Em biết nói gì bây giờ? Khi mà... Khi mà sao? Chỉ còn hai ngày nữa anh sang nước ngoài chữa mắt. Em phải nói là cả hai chúng mình cùng đi nữa em à. Anh Khương, có khi nào anh nghĩ em nói dối anh chuyện gì không? Không, anh không hề nghĩ chuyện đó. Nhưng nếu lỡ thật, anh có giận em không? Vân à, em đã là một phần lớn trong niềm tin và lẽ sống của anh, thì tại sao anh lại giận em chứ? Nếu chuyến đi trị bệnh cho anh mà không có em đi cùng thì anh có giận em không? Anh sẽ không đi. Kìa, anh Khương, đừng nghĩ như vậy chứ anh. Em lúc nào cũng muốn được cận kề chăm sóc cho anh. Em không hề muốn để anh một mình vật lộn với ca phẫu thuật. Nhưng vì một nghịch cảnh buộc em không thể nào đi cùng với. Thì bên cạnh mình lại
dặn bóng em. Anh Khương à, dù ở lại nhưng em vẫn luôn hướng về anh. Và đêm đêm em sẽ nguyện cầu cho anh mau bình phục. Dương ơi, anh muốn ngày anh nhìn thấy cảnh vật chung quanh thì phải có em bên cạnh. Dù hiện tại anh không biết em đẹp hay xấu, nhưng trong trái tim anh luôn nghĩ em là cô gái ngoan hiền. Đời của em mất mát đã nhiều rồi, anh muốn rằng trong thời gian tới em phải được đền bù, được sung sướng như người ta. Nếu không có em, anh đã buông trôi, đã phó mặc đời mình cho số phận. Em đã vứt anh dậy từ trong tuyệt vọng, trả lại cho anh cuộc đời đầy ánh sáng. Tận sân bay đón người thương nhớ, để anh tìm trong bao người một dáng nhỏ anh yêu. Chiếc nhẫn này là kỷ vật làm tin, em hãy nhận như nhận tình yêu của anh đó. Dù phương trời xa không chữa lành được mắt, anh cũng quay về tìm lại người xưa. Những gì mình trao đổi từ nãy giờ, em mong anh hãy luôn ghi nhớ. Với anh, em chỉ là một người con gái nghèo hèn xấu xí, nhưng trong lòng em thì chỉ có anh thôi. Em không đòi hỏi điều gì cả, em chỉ mong ngày anh sáng mắt trở lại quê hương, em sẽ được ra phi trường đón anh. Tất nhiên phải là thế. Khi anh đi rồi, hàng ngày em nhớ ở nhà lui tới đó, dọn dẹp căn phòng của anh nha, xem như anh lúc nào ở bên cạnh em hết á. Em đồng ý với em. Vâng, đời em là của anh mà. Em gắng lo cho ba em, ngày anh về em nhớ đưa anh đến thăm ba nghe em. Dạ. Dạ, con chào bác. À, ba. Con thấy trong người vẫn khỏe chứ? Dạ, rất khỏe ba. Dạ, xin phép bác con vào trong. Ừ. Chào anh. Cô Vân đã nói với con chuyện cô ấy không thể đi cùng con rồi chứ? Dạ rồi ba. Thấy cũng tội nghiệp, nhưng vì hoàn cảnh biết nói sao hơn, phải vậy không con? Vâng. Ba, Vân rất thương con, nhưng vì ba cô ấy bệnh, không lẽ con nhẫn tâm buộc cô ấy phải bỏ ba mình trong lúc bệnh nặng sao ba? Con nghĩ như thế là đúng. À, con có định cho ai đi cùng để chăm sóc cho con chưa? Dạ chưa ba.
Nhưng con nghĩ sang bên ấy con tự lo liệu cho mình được mà ba. Công chuyện của ba bên ấy rất nhiều, cho nên ba sợ không ở cạnh thường xuyên bên con. Ba định bàn với con chuyện này. Thưa ba, chuyện gì? Ba muốn nói với con, hãy là để cho Hà My đi với con trong chuyện này. Dẫu sao hai đứa cũng sắp là vợ chồng. Hà My nó thương con lắm mừng. Con nghĩ thế nào? Con nói ba đây, để ba còn phải lo liệu về chuyện đi, còn khá nhiều thủ tục. Có vợ có chồng sang bên ấy đỡ cô đơn. Xin ba nhường cho con quyền quyết định. Hà My có đi hay không thì cũng vậy, bởi cô ấy đâu còn như lúc trước. Giữa chúng con tình cảm đã nhạt phai. Con nói chi ba chẳng hiểu được gì, sao lại nhạt nhòa khi lúc đang yêu. Người ta đã xem tình con như một trò đùa. Con có tiếng nuôi cũng chỉ hoài công. Con nói sao? Ba, từ lúc con bị bệnh, cô ấy thấy con không còn hy vọng nên... Không lẽ nào như thế? Ngày ba về đây, Hà My đã ra tận sân bay cùng mẹ con đón ba trở lại. Ba những tưởng tình cảm giữa hai con trọn đời gắn bó, nào có ngờ đâu đã có những vết đứt rạn ở trong hồn. Dẫu sao thì mọi việc cũng đã lỡ rồi. Ba nhường phần này cho con quyết định, còn chuyện vợ chồng đợi con sáng mắt hằng. Chuyện bể dấu, con hãy bình tĩnh mà xét suy cặn kẽ. Đừng để tổn thương cho người yêu con thật sự. Việc đáng tha thứ đừng cố chấp trong lòng. Ba, con hiểu điều ba vừa nói. Mọi việc đợi con sáng mắt rồi hả tính nghe ba? Vì tất cả vẫn còn ở phía trước. Giả dụ con không sáng mắt thì sao hả ba? À, ba không can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Còn việc tìm người chăm sóc cho con trong những ngày con trị bệnh, ba sẽ thuê y tá, con yên lòng rồi chứ. Con cảm ơn ba. Dù không đồng ý cho Hà My đi, con cũng nên khéo lựa lời ăn nói. Đừng để sự việc không hay xảy ra trước lúc con lên đường là không nên. Mất tiền bạc người ta có thể tìm lại được, mất tình cảm là mất trọn đời đó con. Con hiểu. Con cần yên tĩnh một chút. À thôi, ba cũng đi lo công chuyện đây. Đời quả thật không đơn giản như mình nghĩ. Cánh chuông chuông khi vui nó đau, khi buồn nó bay. Đời tôi dương cánh tôi thầm, nên em thờ hững, em đành cuộc đời tôi.
đừng nên thương ai cho cuộc đời tôi, đừng nên thương ai nhỏ giọt lệ rơi. Chào ông. Xin lỗi, tôi không thấy đường, nhưng nghe giọng nói hơi lạ nên tôi chắc cô là người mới tới đây lần đầu. Cô đến tìm ai? Thụy Dân, con ông. Cô quen sao với nó? Cô ấy ở đợ vô nhà tôi. Cô ấy có nhà chứ? Lạ này, tôi nghe con tôi nó nói chỗ nó giúp việc chỉ có ông bà chủ và cậu con trai, chứ đâu có con gái. Cô nói thật đi, cô là ai? Là vợ sắp cưới của cậu chủ cô ấy. Hoa hoàng là như thế. Nó đi làm rồi, nhưng cô tìm nó có chuyện gì? Chăm chỉ với công việc đến thế à? Ông đang muốn biết mục đích của tôi tới đây chứ gì? Tôi đến đây để cảnh cáo nó. Về chuyện gì? Ông làm cha mà không biết việc làm tác tệ của con mình à? Cô à, qua cách xưng hô, tôi đoán chừng tuổi của cô chỉ bằng con gái của tôi thôi. Với một người già đáng tuổi cha chú mà cô không có nổi một từ ngữ nào dịu dàng để nói sao? Con tôi nó đã làm chi xúc phạm tới cô mà cô bảo là nó tác tệ? Tôi nuôi con, dạy con, tôi hiểu tính nết của nó rất kỹ. Tôi không tin cô đâu. Ông chủ quan lắm. Ông muốn biết chuyện tác tệ của con ông chứ gì? Nè, ông hãy vểnh tay mà nghe tôi kể. Những chuyện làm tốt đẹp của con mình, trong bao tháng ngày lo lắng cho chồng tôi, cô ta đã khuyên rũ bằng vẻ đẹp của mình. Cô ơi, nếu tôi không làm hình như cô nói thật, cậu chủ của con tôi chưa hề lập gia đình. Cô là vợ của cậu ấy, nhưng vợ như thế nào? Mới đợi bây giờ liệu ai đáng tin ai? Câu nói nhân gian nói ra đúng thật, cha con ông là sao nào sau nấy mà. Cha nghe cho con đi dựng chồng người, dạy con như thế mà tự đắc dương dương. Nè cô à, tôi đã nhìn cô càng lấn lướt. Bằng chứng đâu, cô miệt thị lạc điều. Nếu như cô vẫn còn giữ thói ngông nghênh thì xin lỗi cô, tôi mời cô ra khỏi nhà. Vậy sao ông đã thắng nên mới giận? Tôi cảnh cáo con ông, nếu tái phạm việc này, trong đời tôi hãy nói là tôi làm, đến lúc đó đừng trách tôi chẳng nương tay. Không nương tay thì cô làm gì tôi? Chịu ló mặt rồi sao? Cô nên nhớ, đây là nhà của tôi thích đi thích về lúc nào là quyền của tôi. Cô lấy tư cách gì mà hạch hỏi chứ? Con à, cô... Ba vào trong đi, để con nói chuyện. Bây giờ ở đây chỉ còn tôi biết cô. Cô làm gì? Cô làm thử tôi xem. Sao cô lại đuổi ông ta vào trong mà không để ông ta ở đây nghe hết việc làm tồi bại của cô? Sự tồi bại của một con người đôi lúc nó được che đậy bằng thứ vàng son, cho nên thoạt nhìn người ta thấy nó hào nhoáng. Ví như một thân cây, tuy là cành lá xum xuê nhưng nó đã bị mục rỗng bên trong. Chỉ cần một cơn gió lớn thì thân cây sẽ đổ. Lúc đó người ta sẽ chứng kiến hết mọi sự thật. Cô đừng có già ham. Học hành mấy chữ mà lý luận nọ kia, trình độ cao quá sao đi ở đợ. Nhìn qua nhìn lại,
tôi biết ngay cái tổng của cô. Đem nhan sắc đi mồi chài những thằng nhà giàu nhưng khờ khờ dại gái. Nếu so về nhan sắc á thì cô đẹp hơn tôi đó chứ. Còn so về trình độ thì cô cũng hơn tôi. Nói chung nếu tính về tổng thể thì tôi không thể nào so sánh được với cô, nhất là trong cái việc mồi chài đàn ông như cô vừa nói. Nhưng tôi chỉ hơn cô được một điểm, đó là sự chân thật. Đúng như ông bà ta hay nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hay lắm. Nhưng thông thường trong cuộc đời, con người ta thiếu cái gì thì họ hay bài xích khi thấy người ta khác hơn họ. Tôi không có chấp nhất đâu. Tôi tìm cô để cho cô biết một điều mà tôi đoán chắc rằng cô đã biết. Anh Khương sắp về nước phải không cô? Cô săn tin giỏi lắm. Việc này thì tôi thua cô xa. Bởi ngoài sự nhạy bén săn tin, cô còn rất thông thạo chuyện tráo trở. Nhưng thôi, chuyện anh Khương về nước là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi cả. Vả lại tôi cũng đã nghỉ việc ở nhà anh Khương rồi. Tôi mong cô từ nay đừng đến đây quấy rầy chúng tôi. Cô thừa thông minh để hiểu điều tôi nói chứ. Cô dám mạnh dạn tuyên bố điều đó chứ? Tôi là một người có thừa tư cách, cho nên tôi biết mình phải làm gì. Cô đừng lo tôi tráo trở bởi tôi quen sống thật rồi. Cô hãy về mà lo đón rước anh Khương đi. Tôi không bao giờ nhận những gì không thuộc về mình. Cô hiểu chứ? Nói thì nhớ đó. Vì anh Khương, tôi không chấp nhất cô. Bởi bao giờ cô cũng chẳng phải là đối thủ của tôi. Hãy dẹp bỏ mộng đĩa đồ đeo chân hạt. Vâng à, sự thật là như thế nào vậy con? Ba có tin con không ba? Ba là ba của con, không tin con thì tin ai đây? Ba đã tin thì con yên lòng rồi. Cho dù họ có nói thế nào đi nữa, nhưng trong lòng con luôn giữ vẹn, không hề thay đổi. Mặc cho đời sớm nắng chiều mưa, biết bao năm trời nghèo khổ, con cũng nguyện gìn giữ sạch trong. Dù rằng trong tim con khổ đau bởi nắng lời thề ước với anh Thương, nhưng ba ơi con đành phải chia lìa bóng hình người tình. Dân con, dù từ lâu con không nói ra, nhưng ba biết con thương cầu Khương tha thiết. Chỉ tại chữ tình kia con đặt không đúng chỗ. Vì họ giàu sang, còn cha con ta sống trong cảnh cơ hàng. Riêng con dấu kính trong lòng, kể cả ba cũng không ngăn cấm được. Khi tim con mình trao trọn cho người ta, con đã biết tình yêu kia không đến nơi. Từ nay hãy cố giữ niềm đau ấy. Ba tin con rồi sẽ tìm được tình yêu một người thật lòng yêu con tha thiết.
ồn ào để tìm phút bình yên, bão động trong lòng rồi sẽ lắng dịu. Vì con ba không hề can thiệp, vui sướng hay buồn phiền là do tại nơi con. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Ba là ba của con mà. Ba, con nè, ngồi đợi anh phải không em? Đúng, tôi đang đợi vì cần nói với anh một chuyện. Quan trọng đến thế nào dữ vậy? Quan trọng chứ, vì nó quyết định cả đời em. Nếu là quyết định cả cuộc đời em thì phải có anh trong đó. Chưa chắc. Sao vậy, bộ đang giận hả em? Anh Du, mong anh thông cảm cho Mi. Bởi vì Mi không thể bước chung cùng con đường tình yêu với anh. Trọn đời mong rằng anh thấu cho nỗi lòng. Tại vì sao lại chia tay? Anh Du ơi, có lẽ trong những tháng ngày qua vì quá yêu em nên anh đã ngộ nhận em không hề yêu anh. Dù khi đối diện với tình anh, dù đã bao tháng bao ngày. Dù ơi, Mi đã nói thật lòng mình, mặc cho anh trách hờn thế nào chăng nữa cũng không làm lay chuyển được trái tim em. Từ trước đến giờ em chỉ tha thiết yêu Khương, tình yêu ấy đến nay không hề thay đổi. Nay em phải trở về với ngày xa xưa ấy, sống bên Khương em sẽ có hạnh phúc trọn đời.
Hà Mi ơi, nếu biết trước yêu nhau là đau là khổ thì thà xưa kia mới mình đừng bao giờ gặp gỡ. Để đến hôm nay em đành cảm đoan tuyệt cho nhan lìa đôi, cho quốc kiêu lẽ bạn mà khóc mà thương cho số kiếp riêng mình. Nếu cô xem tình yêu là một cuộc chơi thì cuộc chơi đó cô khó tìm được tình yêu đúng nghĩa. Cuộc chơi của cô đã giúp tôi nhận rõ sao hay tiếng tình yêu là sự gian trá lọc lừa. Tôi biết cô đã chai lì trong cuộc sống và sơ cứng trái tim nên đã xem tình yêu như một thứ trò lợi dụng. Cô buộc tôi phải lìa xa những gì yêu quý rồi bỏ tôi ở lại giữa đường làm một kẻ bơ vơ. Thôi đi, tôi thấy anh nói như thế cũng đủ lắm rồi. Với cô, có nói bao nhiêu cũng vậy. Cô bị bảo hòa rồi nên khó dung nạp những lời nói của người khác. Anh nên dành cho nhau những lời tốt đẹp trước khi chia tay chứ. Yêu nhau không trọn thì cay đắng làm gì. Cuộc chơi chưa kết thúc đâu Hà Mi. Kết thúc hay chưa là do anh nghĩ. Tôi thấy bản thân mình rong chơi như thế là quá đủ rồi. Anh Du, anh có thể ra về được rồi đó. Được, rồi mình sẽ gặp lại nhau ở kết thúc của cuộc chơi để xem ai còn phải dông ruổi nữa. Chào cô. Yêu nhau mà không thức thời thì cả đời chỉ có khối tình vô vị. Những gì tôi đã nói với cô từ nãy giờ chắc phần nào đó cũng thấm vào cô chứ. Dạ thưa bác, cháu là một con người có khối óc, trái tim và biết suy nghĩ, chứ cháu không phải là loại gỗ đá. Nên những gì bác vừa nói cháu đều nghe và cháu hiểu tất cả. Quan trọng là có thấm vào cô không. Dạ thấm chứ bác. Sự thấm thía ấy đã trở thành nỗi đau ngậm dấm tâm hồn cháu. Cháu biết mình không có quyền ao ước, chứ nói chi đến chuyện được bác chấp nhận cháu là dâu con. Nguyện vọng của cháu chỉ được một lần, và chỉ được một lần nhìn thấy anh Khương. Dù thương cô thời gian
thầy của thằng Phương. Và nỗi khổ tâm kia bác đã trút tất cả lên đầu của cháu. Thưa bác, có khi nào bác nghĩ lại khi anh Khương về đây anh không thấy cháu thì anh ấy sẽ đi tìm và hằn học với bác không? Nó là con tôi, tôi nói là nó phải nghe. Cô không phải bận tâm chuyện riêng của gia đình tôi. Về đây không thấy cô thì dù cho nó có cất công đi tìm cũng chỉ thế, bởi nó đâu biết hình dáng của cô ra sao. Bác, bác chắc chắn là thế sao? Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Ủa, cô ta chưa chịu đi sao bác? Cô Vân sẽ đi ngay thôi. À, cô ta nấn ná có phải ý đòi thêm tiền? Nè, tôi cho cô thêm đó. Vì lý do nào vậy cô? Chủ cho người ở tiền cũng cần có lý do sao? Nhưng tôi đâu phải là người ở của cô. Của tôi hay gia đình bên chồng của tôi cũng thế thôi. Cô chắc chắn mình là vợ của anh Khương. Chẳng lẽ là cô? Trời ơi, mơ mộng hảo quyền. Với tôi chuyện đó là hảo quyền, nhưng người vợ chính thức của anh Khương sắp tới cũng chưa chắc là cô. Không tin thì cô cứ chờ xem. Tôi nghĩ cô hiểu anh Khương không bằng tôi đâu. Suốt thời gian anh Khương bị tai nạn, cô luôn tìm cách lánh xa. Giờ cô lại hân hoan ngày anh ấy trở về. Cô làm như thế cô không thấy ngượng hay sao? Nếu là tôi thì tôi đã trốn đi xa. Lánh mặt là những người mang thân phận thấp hèn. Cô tưởng anh Khương thương cô thật sao? Đừng, đừng là kẻ hai lòng một mặt. Nghèo mà luôn nghĩ chuyện trên mây, tội nghiệp cho cái kẻ vội yêu thật lòng. Thôi thôi đừng có đôi co rồi sinh ra cớ sự. Nghe lời tôi, cô hãy rời khỏi nhà này. Tôi hứa là sẽ lo cho cô đàng hoàng, để cô không bị thua thiệt với người ta. Dạ thưa bác, tiền chỉ thật sự có giá trị khi bác sử dụng đúng mục đích, chứ tiền không thể đánh đổi được tình cảm và lòng tự trọng của con người ta đâu bác. Chào bác. Ôi, nghèo mà làm phách, biết tự trọng, biết tự cao thì ở đỡ làm gì, rồi trèo đèo này nọ. Nghĩ thì ta cười. Giấc mộng vừa qua phải chăng là điềm báo trước chuyện chẳng lành xảy ra với Thụy Vân? Sáng mắt đã mấy ngày nay đợi chuyến bay mà trong lòng mình cứ hồi hộp. Bản tính của Hà My là một cô gái tráo trở, cô ta nhất quyết không để yên cho Thụy Vân đâu. Nhưng còn mẹ, chẳng lẽ nào mẹ nghe lời của cô ta mà đối xử tệ bạc với Thụy Vân? Mình có gọi điện thoại về nhà, mẹ bảo vẫn bình yên, nhưng trong giọng nói của mẹ có gì là lạ. Mình tin mẹ nhưng sao cứ lo. Một nỗi lo lắng vu vơ nhưng đè nặng trong lòng. Nếu đúng như giấc mộng vừa rồi,
thấp thỏm mau lo. Thủy Vân ơi gắng đợi chờ anh, mình đã hẹn nhau ngày tái ngộ, không ai ngăn cản được tình mình. Cho dù người đó là bậc mẹ cha. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng mình sẽ gặp nhau rồi. Thùy Vân ơi, hãy chờ anh về nghe em. Nếu xuống máy bay mà không gặp được em, chắc anh buồn lắm. Thùy Vân. Mẹ ơi, mẹ ơi, con về nè mẹ ơi. Mẹ. Khương. Ôi, con trai của mẹ, con trai của mẹ đã hoàn toàn bình phục. Khương ơi, mẹ vui mừng quá Khương ơi. Mẹ. Anh Khương. Anh. Chào Hà My. Mẹ, Thủy Vân đâu rồi mẹ? À, cô ấy đã đi rồi. À, tại sao đi? Nhưng mà đi bao lâu rồi hả mẹ? Đã 2 ngày. Có phải mẹ đã, mẹ đuổi Thủy Vân có phải không mẹ? Anh Khương, cô ta có xứng đáng gì mà anh quan tâm đến vậy? Cô im đi. Cả đời cô cũng không thể nào so sánh nổi cùng cô ấy. Anh dám nói vậy à? Tôi sợ ai mà không dám nói. Tôi nghĩ cô đã vĩnh viễn không bao giờ giác mặt tới đây. Ai ngờ. Anh Khương, cả năm nay tôi chờ đợi anh, bây giờ anh sáng mắt quay lại bạc đãi tôi phải không? Thôi thôi thôi, lỗi là do mẹ. Chính mẹ đã khuyên Thủy Vân ra đi. Vì... vì con yêu cô ấy chứ gì. Khương à, cô đã có vợ hứa hôn. Giả lại Thủy Vân đâu xứng với cô. Về mặt nào hay chỉ vì tiền tài danh vọng? Mẹ ơi, nếu không có Thủy Vân thì con đã không được như hôm nay. Thủy Vân giúp con tìm lại cuộc đời. Vân đã gieo vào lòng con một niềm tin. Mẹ. Mẹ ơi, con lại mẹ mà mẹ. Rồi ngày hôm nay khi con trở lại như xưa, thì mẹ nhẫn tâm buộc con phải xa nàng. Mẹ làm thế vì hạnh phúc của con. Hà My chờ con mặt chờ con. Mẹ, mẹ có biết trong những ngày tháng sống với màn điểm u tối, con đã chịu bao đau khổ? Hà My, có khi nào chấp nhận cùng con chia sẻ? Cô ta cứ nhẫn nhơ trên đau khổ của một người sắp cùng cô ta nên nghĩa châu trần. Nếu như con không sáng mắt như bây giờ mà kéo dài thêm một thời gian nữa, liệu cô ấy có còn chờ đợi con nữa hay không? Mẹ, cô đóng kịch làm gì nữa Hà My? Cô tưởng tôi ngồi trong phòng kính là không hiểu gì cả hay sao? Tôi biết rõ mọi việc làm tán tệ mà cô đã tạo ra trong gần 1 năm trời. Lời hứa ngày nào tôi kể như trôi xuôi,
giữa tôi và cô không còn gì nữa cả. Cô cứ thản nhiên trong chơi trên đường, tình ái còn riêng tôi đã chọn một cuộc tình. Anh Khương, anh đừng tạo dựng cớ để phản bội tôi. Tôi hỏi anh, cái con nhỏ ở đợ đó, nó hơn gì tôi mạnh mẽ chứ? Hơn chứ, hơn cô nhiều, nhất là ở tâm hồn, điều mà cô đã đánh mất từ lâu. Ủa, anh tưởng mình cao giá lắm sao? Anh tưởng tôi đến đây để gian xin tình yêu của anh à? Anh lầm rồi anh Khương. Tôi cũng có cây gia của tôi, tôi cũng là con nhà sang trọng, nào có thua kém gì anh mà anh lên giọng cầu cao. Nè nè, nếu không còn thương nhau á, hai đứa cũng đừng nên nặng nhẹ. Thôi thì chuyện của hai con cứ tự giải quyết với nhau. Mẹ à, con đã nói rồi, vợ con không phải là Hà My, mà là một cô gái ngoan hiền hết mực thương yêu con kìa mẹ. Anh đã nói ra điều anh đã chọn. Được thôi, đường anh bước, đường tôi đi. Đúng, cô nói như thế là có khẩu khí đó. Cuộc chơi nó phải là vậy đó cô em mà. Anh Du, trời ơi, tại sao anh đến đây? Tôi đã nói với cô rồi, cuộc chơi của chúng ta chưa kết thúc mà. Đến bây giờ mới kết thúc đó cô em. Đồ hèn. Hèn hèn như tôi chưa hề diễn kịch trong tình yêu. Tôi đã đoán trước rồi, sẽ có ngày cô rời khỏi vòng tay tôi như lần trước. Nên chính tôi đã cho Khương biết tất cả trước lúc anh ấy ra nước ngoài chữa mắt. Cuộc chơi là thế đó cô em. Tôi cảm ơn anh đã cho tôi biết một sự thật, và chính sự thật kia cũng là một phần động lực giúp cho tôi nhanh chóng chữa lành đôi mắt. Hà My, thật bác không ngờ. Dù tôi hận anh suốt đời. Cô đã tự gieo gió thì phải chịu gặt lấy bão. Anh Khương à, bây giờ tôi đưa anh đi tìm Thủy Dân. Được rồi đây, các người chóng mắt xem tôi hành động. Chào. Chấm dứt cuộc tình như thế cũng vừa đúng lúc đó. Mẹ đâu có ngờ nó tác tệ đến vậy. Mẹ, mẹ xin lỗi con. Dù cháu nói cháu biết chỗ của Thủy Dân à. Dạ, cháu biết ngày về thế nào anh Khương cũng đi tìm Thủy Dân, nên cháu đã để ý giùm cho anh ấy rồi. Anh Du, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, để lại đó đi. Đám cưới á, anh nhớ mời tôi là được rồi. Ta đi. Dân. Cũng may, nếu không là khổ cả đời con tôi. Thủy Dân. Anh Khương. Thủy Dân, anh thật có lỗi với em. Anh để cho mẹ xua đuổi em. Làm sao anh biết được nhà em? Do một người quen chỉ anh. Anh Du. Phải. Nhưng làm sao anh nhận ra em? Do sự xúi bảo của... Của ai? Của trái tim. Dân ơi, nhờ có em anh mới trở lại được như ngày xưa. Dân ơi, một tháng xa cách em, anh không có lúc nào không nhớ tới em. Nhiều khi anh ngồi một mình mà anh nghe lòng chợt buồn mình.
nhau một ngày đón duyên. Nắm tay hát lại bao cuộc tình ca giống như thuở nào quê nhà ta. Hãy hát cho nhau nghe. Khương ơi, nếu buộc em phải sanh thì trái tim em sẽ trở thành băng giá. Em biết phận mình với anh không xứng đáng bởi sự cách ngăn của hai chữ sang giàu. Tình yêu không hề có chuyện đến sau hay là đến trước, mà còn cần sự rung động thật sự của hai trái tim yêu nữa em à. Nhưng đó là mình nói cho nhau, còn xung quanh đâu phải ai cũng nghĩ như mình đâu anh. Giữa anh và Hà Vi đường ai nấy bước, vì cô ấy đã xem tình yêu như một trò đùa. Tình yêu chỉ dành cho những ai thật lòng, người múa bán tình yêu thường tính lời tính lỗ. Họ ngã giá trong từng cuộc tình chuyện được hay thua. Em đến với anh đâu phải chuyện bán mua, từ trong đau khổ mình tìm ra sự đồng cảm. Tình yêu lắng dần trong từng ngày từng tháng ấy, và nay đã đến ngày trái chiều sai cành. Mọi chuyện bắt đầu từ sự tự nguyện. Đúng, chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới dám tự nguyện vì nhau. À, ba khỏe chưa em? Bác đâu có bệnh. Dạ con chào bác. Ủa sao lúc trước Thùy Vân nói? Nói như thế là vì theo yêu cầu của... Con hiểu rồi. Buộc lòng em phải nói dối anh như thế. Lòng em đau lắm, nhưng nếu em cứ quyết giành lấy anh là của riêng mình thì em quá ích kỷ. Hy sinh là hạnh phúc mà anh. Sự cướp đoạt trắng trợn cũng là thứ hạnh phúc, phải không cô? Cô đến đây để làm gì? Để nhìn rõ bộ mặt thật của anh hơn, và để cho ông già mù đuôi kia biết rõ giả tâm của con gái ông ta. Ai cần lộ rõ bộ mặt thật, và ai quen sống giả dối chắc cô biết rồi mà. Cô à, lúc trước cô đến đây sỉ vả cha con tôi và vu khống nó giật chồng của cô. Vậy ngay bây giờ, tại đây, cô cho tôi biết ai là chồng của cô. Nếu đúng người đó là chồng của cô được hai bên cha mẹ đồng ý, được pháp luật thừa nhận, thì tôi sẽ nhận lỗi cùng cô và dạy lại con gái tôi. Cô nói đi. Đó, người đang đứng trước mặt tôi, ông không thấy sao? Nhưng mà ông mù mà. Người mù thì có thấy được gì chung quanh, cho nên có biết thế nào là liêm sĩ. Cô không được hỗn với ba tôi. Vậy sao? Con ở đợi kia, bà nói thì mày làm gì được bà hả? Đúng là không ai làm gì được cô, bởi nếu đụng tới cô thì cô sẽ nằm giả tại đây. Tôi nghĩ tình yêu trong tay cô chẳng biết gìn giữ mà quăng bỏ nó đi. Giờ cô muốn đòi lại từ tay một người nhặt được và biết trân trọng
Thử hỏi ai sẽ thông cảm cho cô? Bát nước tự tay mình hất đi thì làm sao hốt lại cho đầy? Tôi nghĩ cô cũng không đến nỗi lì lợm mà cố tình trân tráo tại đây. Mày chửi tao hả? À mày không biết nhục sao mà còn lại tru tréo. Tôi ra nông nỗi này là vì anh tất cả đồ điếu giả. Cô quen chửi nhiều người nhưng chưa vinh dự nghe người khác chửi lại. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác của một kẻ bị sự khinh miệt của bao người. Cô nghĩ rằng cô là con nhà quyền quý thì muốn chửi ai thế nào cũng mặc quen thôi. Ngàn vàng của một kẻ giàu sang sự và trong cả tình yêu, cô muốn quỳ mọp dưới chân của cô, chớ cô không hề tôn trọng tình cảm của ai. Cô đối với tôi ra sao? Lúc tôi bị tai nạn gì tới tôi, nếu là tôi cô xử sự sao đây? Cô cố tình người ta, giờ thì bị tình phụ. Anh đừng dạy tôi cách sống ở trên đời, nếu không có nó từng nói với tôi, có sức chơi thì có sức chịu kia mà. Tôi nghĩ với sự giàu sang bên ngoài và với quá khứ có người chưa biết cô sẽ dễ dàng mồi chài những thằng đàn ông khác. Nhưng mà nè, đi đêm có ngày gặp ma, coi chừng cô rước về một con ma thật đó. Ai rước ma về thì tương lai sẽ biết. Nên nhớ câu, có những thứ người ta không cần nhưng họ lại không thích để cho người khác thụ hưởng. Tôi cũng thế, ăn không được tôi quậy cho hôi. Cô thích thì cứ làm, nhưng tôi dám chắc một điều, dù cô quậy đến đâu cũng chừa một phương để lấy chồng chứ. Người đó phải hơn anh. Nhưng anh Cương chỉ lo lắng cho cô thôi mà. Thôi đừng léo lử. Tôi đuôi mà tôi biết dạy con tôi đi đường sáng. Tội nghiệp thay cho bậc cha mẹ nào đó sáng mắt mà lại dạy con đi vào con đường tối. Nè, ông chửi ai đó? Tôi chỉ nói chuyện đời thôi. Đồ cái thứ già mà. Nè, chịu về chưa? Hay là đợi tôi bêu riêu chuyện phòng the giữa cô và tôi cho mọi người ở đây nghe? Chờ xem nha anh Du. Khỏi cần chờ, vì tôi đã xem chán rồi. Đồ dở hơi. Nghĩ lại, cả tôi và anh đều là người có phước. Nhưng có lẽ anh tu nhiều hơn tôi nên mới tìm được Thủy Vân. Nếu anh chân thành thì lo gì không tìm được tình yêu đúng nghĩa hả anh? Đời và tình yêu là thế đó anh Du à. Sau vấp ngã đó thì người ta đứng lên sẽ cứng cáp hơn nhiều, nếu như họ có nghị lực. Đúng không các con? Thưa bác, ba mẹ của con đồng ý cho con cưới Thụy Vân rồi. Con xin ba cho con được cầu hôn.
Cậu tự nhiên gọi tôi bằng ba rồi thì còn cầu hôn cái nỗi gì? Ba. Tôi không đồng ý. Ba. Tôi không đồng ý cho cậu nói suông, mà phải biểu thị bằng hành động. Nghĩa là mời ba mẹ cậu tới đây. Tôi gả con dân cho cậu chứ làm gì. Ba làm con hết hồn à. Trời ơi, con mừng quá. Vậy ngày mai con kêu mẹ con đến cưới ba. Cái gì? Ý cưới vợ cho con. Con xin phép ba cho con đưa Thụy Vân về ra mắt ba mẹ chồng nha. Nó là của con thì tùy con. Muốn làm gì đó làm. Quang hô ba. Mừng quá.